Rồi, ok, hello mọi người nha. Thì hôm nay em lại tách ra mấy con cá size hai mấy để quay clip cho mọi người chúng ta xem ha. Thì hôm nay là lên cái clip là mã 403 mọi người nha. Thì hôm nay em sẽ lên khoảng tầm 18 con để cho anh em chúng ta xem ha. Size từ 22 cho đến là 26 cm. Đuôi càng rất là đẹp nha anh em ha. Đây là cái ô đầu tiên nha, ô đầu tiên 8.8 anh em nha. 8.8 ha, 8 cụ 8. Ô số 1 nha, mã clip là 403. Anh em xem clip chỉ cần đọc mã clip là biết clip nào ha. Đó, ô số mấy là biết luôn ha anh em ha. Đây là ô số 1 nha. 8 cụ 8 anh em nha, cá chuẩn chỉ ha, 22 xăng 23 xăng nha. Đuôi càng rất đẹp nè, đặc biệt là cá cực kỳ sung luôn ha anh em ha. Những em cá này là đang em đang trưng ở rồng Việt Nam 880 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 nha anh em. Đây anh em nhìn ha, con nào con nấy đuôi càng rất đẹp nha, đều là cá chuẩn hết nha. Đó, mà anh em chúng ta tới tham quan ha, em quay review sơ cho anh em xem. Đó, con này con nấy thì ăn thì thôi, cực kỳ sung luôn em nha, cá đã dưỡng khỏe trong tình trạng tốt nhất có thể nha anh em ha. Đó, đuôi càng rất đẹp luôn, cực kỳ sung. Đó, anh em thấy không, em sẽ quay từng con và cho ăn cho anh em xem luôn. Rồi, đây thì ô số 3 nha anh em ơi, ô này 9.5 nha, 24 cm, 9.5. Anh em thấy không, con này con nấy nó ăn như là vũ bão anh em ha, ăn như chích đói luôn, dù ngày ăn hai cử nha anh em ha. Đó, đây là ô số 3 9.5 nha anh em ơi. Đó, cá cực kỳ sung, căng đuôi càng rất to nha anh em ha. Đây là ô số 3 9.5 nha anh em ơi. Đó, rất là mềm, rất hữu nghị cho anh em mình chơi luôn ha. Ô số 3 9.5 tuyệt vời cho anh em. Đó. Rồi thì tiếp theo cái bên đây là ô số 4 nha anh em nha. Đó, ô này 9.5 nha anh em. Đây là mã clip là 403 anh em ha. Con này càng rất là dài, đuôi rất to nha. Đa số là cá chuẩn hết anh em ha, không một lỗi nhỏ nào hết. Đây là 9.5 nha anh em. Size 23 24 cm. Đó. Rất là chuẩn chỉ luôn ha. Ô số 4 9.5, mã clip là 403 nha. Đó, ăn khí thế luôn anh em ha. Em quay chi tiết cận cảnh từng con cho anh em mình xem. Đó, ở đây là ô số 5 nha. Ô này chỉ có 8.8 anh em à. Đây. Đó, 8.8 mà con cá đuôi càng như thế này. Đó, đẹp chưa? Mà anh em chúng ta tới xem. Đó, em mời nước mời cà phê cho anh em mình nha, giao lưu kinh nghiệm nha, giao lưu chia sẻ nha. Đó. Đó, bộ càng con này hết bài luôn anh em ơi, càng quá dài luôn nè. Đó. 8.8 anh em nha. Đây chưa? Ô số 5 8.8 anh em ha. Rồi, tiếp theo kế bên là ô số 6 luôn. Ô số 6 là 7.9 thôi anh em ơi. Đây anh em nhìn thấy ha, 22 xăng 7.9, đuôi rất to nha. Cực kỳ sung luôn. Đó, ăn khí thế lên anh em ha. Anh em mình xem mình thấy cá ăn uống sung căng gì anh em thấy yên tâm không? Đó, dù anh em ở xa chúng ta cũng yên tâm. Đó, tình trạng mấy em cá đang rất tốt. Đó, yên tâm mình chơi ha. Đó. Ô số 6 7.9 thôi anh em ơi. Má lên ca mời nha anh em à. Đó, khí thế luôn anh em nha. Rồi, tiếp theo là ô số 7 9.5 anh em ơi. Ô số 7 9.5, đuôi to càng dài, đầu muỗng chuẩn chỉ râu ria. Đó. Khí thế luôn anh em nha. Ô số 7 mã clip 403 nha anh em. 9.5. Đó, đuôi càng rất to nha. Đó, út khí thế luôn. Anh em nhìn bộ càng nó đẹp chưa? Đó. Rồi đây, ô số 8. Con này lên liền 7 trước là nha anh em. Con này màu rất tốt luôn, 8.8. Ô số 8, mã lớp 403 24 cm. Đây. Má lên cam thì vẫy lên hết rồi anh em nha.
8.8. Rồi, đây là ô số 9. 7.9 thôi nha anh em ơi. 7.9 mà con cá vẫn chuẩn đẹp như thế này ha, đuôi càng như thế này ha. Đó, 23 xăng. 7.9. Quá là ngon lành luôn anh em ơi. Đầu muỗng luôn nha anh em, 7.9 vẫn có cá đầu muỗng đẹp chơi nha, chuẩn chỉ nha. Chuẩn. Đó, ăn khí thế luôn. 7.9. Quá đẹp, quá đẹp. Ok anh em nha. Rồi anh em nha, tiếp theo là ô số 10 nha. Con này càng rất đẹp nha anh em. Càng rất là dài luôn. Em này 8.8 nha anh em. 23-24 cm đầu muỗng luôn. 8.8 anh em ha. Đó, đuôi càng thước tha nha anh em. Chuẩn chỉ ha. Ô số 10, mã clip là 403. 8.8 cũ nha anh em ơi. Đấy. Rất đẹp nha anh em ha, chuẩn chỉ nha. Rồi tiếp theo là ô số 11, cũng 8.8 luôn, 24-25 cm nha anh em. Đấy, đó cái vàng đuôi vàng càng nè anh em thấy không, chuẩn chỉ nha, 8.8 thôi ha. Đấy, ô số 11, mã clip là 403 anh em ha. Ăn khí thế luôn, cực kỳ sung. Ô số 11 nha anh em, 8.8 nha. Đó, căng đét luôn. Pháp. Rồi, kế bên là ô số 12. Em này 9.2 nha anh em ha. Đấy. Đuôi đỏ rất đậm nha, đuôi to luôn. Chuẩn chỉ 9.2. Đấy. Cực kỳ sung, 25 cm. Ô số 12 9.2. Sung quá là sung. Bên kia còn con dế nó lườm qua, nó đòi ăn khí thế luôn anh em. Đấy. Rồi, ô số 13. 9.5. Đấy. Như một con thư thân là ăn khí thế luôn. Đó, má lên kèm rất đậm ha, càng hạ chuẩn chỉ cực kỳ sung luôn. 23 cm ô số 13 9.5. 9 củ 5. Mã clip là 403 anh em ha. Cá đang bơi tại tầng chợt ở khu phía trước dòng Việt Nam 880 chợ Hưng Đạo nha anh em. Đó. Cực kỳ sung thật đó, anh em thấy không, cứ thế luôn. Con này màu tốt lắm nha anh em, má lên cam đậm lắm nè. Con này anh em vô lụm trước rồi. Chắc chắn là con này lụm trước chắc luôn. 9.5. Múa cỡ này mà. Rồi tiếp theo ô số 14 anh em nha, 9.2. Đó, con này size lớn nha, 26 cm, đuôi đỏ cực kỳ luôn, má lên cam chuẩn chỉ 25-26 cm, đẹp chưa anh em. Ô số 14 nha anh em, 9.2 ha. Đây, ô số 15. Con này rất đẹp anh em nha, 9.2 luôn. 25 cm, đuôi to đùng luôn anh em ơi. Chuẩn chỉ luôn. Đấy. Ô số 15, 9.2 nha anh em.
Rồi, đây là ô số 16, em này cũng 9.2 luôn anh em ơi. 25 26 cm, con này đuôi rất to, càng cực kỳ dài nha. 9.2 thôi nha, đó anh em nhìn nè. Đó. Đó, anh em thấy đuôi càng đẹp không? 9.2 thôi ha. Đó, dáng dốc như thế này còn gì nữa anh em ơi. Chuẩn chỉ hết nha, 25 cm. Đây, ô số 17. 8.8 luôn anh em ơi. 23 cm, 8.8. Đuôi to khích luôn anh em ha. Mà con này đậm lắm nha anh em. Đó. Ô số 17. Rồi, đây là con ô số 18 nha anh em ơi. 8 cụ 8 luôn, 24 cm, 8 cụ 8. Đuôi càng lồng lộn nha anh em. Nói chung cá này nó đều nhau lắm. Nói chung một bầy một đợt về nó đều nhau lắm. Em thấy không? Con này con nấy nó đuôi càng nó rất đẹp. Nó đều, đầu muỗng đuôi to càng dài hết. Cứ từ 7.9, 8.8, 9.2, 9.5. Đó. Quá là hữu nghị luôn anh em ha. Rồi, đây là con cuối cùng trong list này. Cảm ơn em đã xem tới đây. À. Hẹn gặp lại mọi người trong list tiếp theo nha. Ok, bye bye.